Đặc biệt trong nhiều năm qua, dòng họ Nguyễn gia của chúng ta luôn giữ vững và phát huy được nhiều truyền thống tốt đẹp, quý báu mà ông cha ta đã gây dựng, vun trồng. Các con cháu của dòng họ luôn tấm lòng thành kính nhớ đến tổ tiên. Đáng nói nhất là dòng họ của chúng ta có một khuôn viên nhà thờ với ba gian nhà gỗ lim được xây dựng từ năm thứ 8, niên hiệu vua Tự Đức, tức năm 1853. Theo gia phả chữ Hán của dòng họ đã lưu lại, đến nay ngôi nhà thờ đó vẫn giữ nguyên hiện trạng cùng các vật thờ có giá trị về mặt tâm linh và lịch sử. Đây là chốn thờ tự vô cùng tôn nghiêm, là dòng họ của chúng ta còn có một khuôn viên nhà thờ với ba gian gỗ lim được xây dựng từ năm thứ 8, niên hiệu vua Tự Đức, tức năm 1853, theo gia phả chữ Hán của dòng họ đã lưu lại. Đến nay ngôi nhà thờ đó vẫn giữ nguyên được hiện trạng cùng các vật thờ có giá trị về tâm linh và lịch sử. Đây là chốn thờ tự vô cùng tôn nghiêm của cả dòng họ Nguyễn gia chúng ta, cũng như là nơi lưu lại những truyền thống lịch sử bao đời của các cụ chúng ta đã dày công vun đắp. Thờ buộc phải nâng cấp sân ngõ nên hiện tại nền nhà sân ngõ đã ngang bằng với nhau. Một số hạng mục của công trình nhà thờ đã có dấu hiệu hư hỏng như do ẩm thấp. Đặc biệt trong vòng 5 năm trở lại đây, đã rất nhiều lần con cháu trong họ đều cảm thấy và đưa ra ý kiến thống nhất cần phải nâng cấp, giữ gìn lại ngôi nhà nói trên. Bởi ngôi nhà đó không chỉ có giá trị về mặt lịch sử của cả dòng họ Nguyễn gia chúng ta, mà còn có giá trị là một kiến trúc gỗ rất quý giá. Dòng họ trong suốt nhiều năm qua, với tinh thần chung luôn nhắc nhở con cháu ngày nay cần phải nhớ, mọi người đều có tổ, uống nước phải nhớ nguồn. Hiểu được điều đó, ý nghĩa to lớn đó, và nhất là với lòng quyết tâm đoàn kết của toàn thể con cháu dòng họ, trong thời gian từ ngày 12 tháng 2 năm Đinh Dậu, tức ngày 9 tháng 3 năm 2017 đến nay, các gia đình con cháu nội ngoại dòng họ đã cùng nhau người góp công, người góp của để tiến hành trùng tu tôn tạo ngôi từ đường của dòng họ. Trước thành quả to lớn đó của dòng họ, thay mặt hội đồng gia tộc xin bày tỏ tình cảm trân trọng nhất với toàn thể con cháu nội ngoại của dòng họ đã về để dự lễ khánh thành ngôi từ đường của dòng họ Nguyễn gia chúng ta hôm nay. Về dự buổi lễ long trọng hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu. Trước hết cũng xin khất lỗi toàn thể các cụ công các bà. Về phía khách mời đại diện hôm nay thì thường trực dòng họ cũng đã mời các ông bà đại diện đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã Hải Triều, các ông bà đại diện cho ban mặt trận thôn Hải Yến. Nhưng vì một lý do công việc, hôm nay toàn bộ lãnh đạo địa phương đang tập trung cho việc di rời trụ sở làm việc của ủy ban nhân dân xã. Do vậy các ông bà chưa tham dự ngay trong buổi lễ khánh thành mở đầu được, và lát nữa các ông bà đại diện hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã sẽ đến dự buổi lễ khánh thành dòng họ của chúng ta về sau. Tiếp theo là về thành phần tham dự lễ khánh thành hôm nay, đặc biệt chúng ta còn được đón nhận sự hiện diện của các cụ, ông các bà là tình cảm tình làng nghĩa xóm thân cận với dòng họ Nguyễn gia của chúng ta. Đó là gia đình như các ông bà, gia đình bà Dưỡng, gia đình bà Bôn, gia đình ông bà Sửu Lập, gia đình ông bà Nụ Hồng, gia đình ông Hiệp, gia đình ông Bình và một số gia đình khác cũng về dự đông đủ với dòng họ chúng ta. Đề nghị chúng ta nổ một tràng pháo tay nhiệt liệt chào đón. Ngoài ra chúng ta không thể không nói đến sự hiện diện của toàn thể các cụ, công, các bà và toàn thể con cháu nội ngoại dòng họ đã không quản ngại xa xôi về dự đông đủ trong ngày trọng đại hôm nay. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Không về để tham dự được, nhưng cũng đã có rất nhiều người dù ở Hà Nội, ở Hải Phòng, ở Quảng Ninh cũng đã về từ chiều ngày hôm qua để tiến hành một nội dung rất quan trọng, đó là thắp hương tại nhà thờ Giáp Nghị để xin rước bát nhang của các cụ chuyển lên nhà thờ họ chính ngày hôm nay để làm lễ an vị bát nhang. Từ 7 giờ đến 8 giờ, Ban Thường trực Hội đồng Gia tộc đã mời
sư thầy trụ trì chùa Hồng Ân, thôn Hải Yến cùng toàn thể con cháu dòng họ đã làm xong phần nghi lễ an vị bát nhang. Từ 8 giờ đến 9 giờ tiến hành lễ đón tiếp các quý vị đại biểu và con cháu dòng họ về với tổ đường. Và tiếp theo phần thứ tư, chúng ta sẽ nghe phần báo cáo tổng kết quá trình xây dựng của nhà thờ. Phần thứ năm, lời phát biểu của bác Nguyễn Gia Hòa, trưởng nam của dòng họ. Phần thứ sáu, tiến hành lễ cắt băng khánh thành nhà thờ. Phần thứ bảy, toàn thể con cháu nội ngoại dòng họ chúng ta sẽ tiến hành tổ chức lễ tế tổ tiên. Phần thứ tám, sau phần tế lễ xong, trân trọng kính mời các quý vị đại biểu tham quan công trình nhà thờ. Trân trọng kính mời toàn thể con cháu nội ngoại dòng họ và nhà thờ thắp hương. Quá trình báo cáo thì ngoài phần nghe thì cũng các cụ gâu các bà chúng ta có thể ngước lên màn hình để chúng ta xem phần văn bản chạy trên màn hình. Thực hiện nghị quyết họ Nguyễn Gia ngày 12 tháng 2 năm Đinh Dậu, tức ngày 9 tháng 3 năm 2017. Căn cứ dự toán kinh phí, sự hàng tâm của con cháu để xây dựng công trình nhà thờ họ Nguyễn Gia, Thường trực Hội đồng Gia tộc họ Nguyễn Gia thôn Hải Yến lập báo cáo tổng kết quá trình trùng tu tôn tạo nhà thờ họ Nguyễn Gia năm 2017 với các nội dung cụ thể như sau. Một nhỏ khái quát chung, họ Nguyễn Gia làng Hải Yến là một dòng họ khá lớn và tất cả các vị đại biểu khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà, toàn thể con cháu nội ngoại trong dòng họ Nguyễn Gia thôn Hải Yến. Lời đầu tiên cho phép cháu được đại diện cho Hội đồng Gia tộc họ Nguyễn Gia thôn Hải Yến kính chào, kính chúc toàn thể các vị đại biểu, toàn thể các con cháu nội ngoại dòng họ luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và tràn đầy niềm vui khi được về dự lễ khánh thành của nhà thờ họ Nguyễn Gia cũng như là bước sang năm mới 2018. Các cụ, các ông, các bà, tình làng nghĩa xóm thân cận với nhà thờ họ Nguyễn đã về đây chung vui và chứng kiến cho một sự kiện quan trọng của toàn thể con cháu dòng họ. Vừa rồi tất cả mọi người đã nghe qua báo cáo tổng kết quá trình trùng tu và xây dựng nhà thờ họ đã được thực hiện một cách linh hoạt, đảm bảo đúng về tiến độ và kỹ thuật đề ra. Đây là công trình không chỉ có giá trị về mặt tâm linh, lịch sử của dòng họ mà còn có giá trị về mặt kiến trúc, gỗ, quý giá, lâu đời, mang phong cách nhà cổ truyền. Toàn thể con cháu nội ngoại dòng họ của tất cả chúng ta ai cũng có tấm lòng cao cả thiêng liêng. Khi hướng về cội nguồn tổ tiên, các con cháu dòng họ đã không quản ngại xa xôi vất vả, người đóng góp của người góp công để chung tay xây dựng công trình đúng tiến độ hiệu quả. Công trình nhà thờ họ Nguyễn Gia của chúng ta đã hoàn thành để hôm nay con cháu dòng họ được tập trung về đây trong một khuôn viên cội nguồn của tâm linh thiêng liêng đã được cao giáo, rộng rãi và khang trang hơn trước. Lễ khánh thành công trình trùng tu xây dựng nhà thờ họ Nguyễn Gia thôn Hải Yến bắt đầu. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn lời phát biểu của bác Nguyễn Gia Hòa, trưởng nam của dòng họ. Và bây giờ là giờ phút thiêng liêng nhất, trọng đại nhất của cả dòng họ chúng ta. Thay mặt Thường trực Hội đồng Gia tộc xin trân trọng giới thiệu và kính mời bác Nguyễn Gia Hòa, con trai họ đời thứ 16, trưởng nam của dòng họ. Bác Nguyễn Hùng Huy, con trai họ đời thứ 16. Bác Nguyễn Văn Chiến, con trai họ đời thứ 16. Anh Nguyễn Hữu Nghĩa, con trai họ đời thứ 16. Và anh Nguyễn Thành Long, con trai họ đời thứ 16. Là những người đại diện cho dòng họ và các chi, các phái xin đứng lên phía trước để chúng ta tiến hành nghi lễ cắt băng khánh thành ngôi từ đường của dòng họ Nguyễn Gia chúng ta. Xin mời các bác đứng vào thẳng thành hàng đấy, đứng thành một hàng. Xin chuẩn bị các hình ảnh chúng ta chuẩn bị ạ. Và sau đây xin long trọng tuyên bố. Được chưa? Cầm kéo. Lễ cắt băng khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Gia thôn Hải Yến xin được bắt đầu. Thank you.
xin trân trọng cảm ơn. Và cũng xin được thông báo với toàn thể con cháu dòng họ như sau. Đây là một cái nghi thức rất là trọng đại đối với nhà thờ. Do vậy mà cái phần băng đỏ để lễ tổ vừa cắt băng khánh thành hôm nay, lát nữa thường trực dòng họ sẽ có một nhiệm vụ là sẽ, nếu các cụ, các bà và con cháu dòng họ có ý nguyện và tâm niệm thì sẽ gặp thường trực những chỗ gia đình ở chỗ bà Hiên, chỗ chị Huyền, để nếu gì chúng ta sẽ mỗi một người, mỗi một gia đình đại diện, chúng ta sẽ xin một miếng vải đỏ đấy đó để về làm may mắn cho gia đình nhà mình. Thank you.